Rồi, hello các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu cho các bạn về chiếc SHI ha. Đó, thì trên đây á, cái kho xe này á, đợt trước mình quay á, là có rất là nhiều SHI luôn các bạn. Khoảng mấy chục chiếc, gần 100 chiếc á. Xong bây giờ quay trở lại thì kho xe bán được khá là nhiều các bạn. Giờ chắc còn có khoảng 15-20 chiếc thôi. Rồi, bên đây mình sẽ làm video clip báo giá cho các bạn về dòng mẫu SHI này ha. Và trên đây á, có rất là nhiều xe cổ luôn các bạn. Như là Charlie nè, Cup nè, Cup Tầm nè. Đó, rim rất là nhiều luôn đó. Đây thì bây giờ mình sẽ hôm nay mình sẽ làm cái video clip về chiếc SHI cho các bạn trước ha. Đó, các bạn thấy không, đây là chiếc SHI màu đen nè, màu đỏ nè, màu trắng nè, rất là nhiều luôn các bạn. SHI thì không cần phải nói rồi, cái độ đẹp nó rất là đẹp luôn đó. Thì SHI thì các bạn cũng biết là nó có nhiều đời ha, nhiều đầu số nha. Đây là con chiếc SHI mà gọi là phơm bầu các bạn. Con này thì mình sẽ báo giá sau nha, tại vì nó còn một số chiếc ở phía dưới nữa, nên là mình báo giá cái xe SHI 150 nè. Đó. Đó, hiện tại mình đếm sơ sơ ở đây chắc còn khoảng được 15-20 chiếc thôi. Đó, các bạn nào mà đam mê về dòng xe này á, thì hãy nhanh nhanh mà tới để mua ha. Rồi, thì mình sẽ báo giá luôn ha. Đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn cách coi mà đầu số nè. SHI có đầu số ở đâu? Đây, các bạn thấy không? Đó, chiếc này nó hơi khó nhìn, để mình kiếm mấy chiếc nào dễ nhìn để các bạn xem nha. Đây, chiếc này dễ nhìn nè, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy được cái số 106 không? Đó, 106 này tức là nó là đời 106 nha các bạn, còn KF của nó là 150 phân khối ha. Đó, các bạn thấy rõ chưa? Đó, thì ý mình coi đầu số đó cũng như là phân khối của nó nha. Đây. À, đây là những chiếc xe SHI mà chưa chạy luôn nha các bạn. Đó, mới nha, mới. Rồi mình sẽ báo giá nha. Thì đối với chiếc SHI mà gọi là đầu số 106 thì nó sẽ có giá là 270 triệu ha các bạn. 270 triệu chưa chạy luôn nha, xe vẫn còn mới nha, chưa chạy, chưa lăn bánh luôn, có giá là 270 triệu. Còn đối với chiếc SHI á, mà đầu số 108 thì nó sẽ có giá là 340 triệu ha các bạn. Đó, rất là đẹp nha. Còn mà loại đầu số 109 á, Sporty á, màu trắng mâm đen thì nó có giá là 375 triệu nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây màu trắng nè, màu trắng mâm đen nè. Rồi mình xin nhắc lại cho các bạn ha, đối với xe SHI mà đầu số 106 thì sẽ có giá là 270 triệu nha các bạn. Còn đối với chiếc SHI mà đầu số 108 thì sẽ có giá là 340 triệu. Còn đối với SHI đầu số 109 Sporty màu trắng mâm đen thì có giá là 375 triệu nha các bạn. Đó, thì mình có thể số điện thoại tư vấn của anh Cần ở bên góc trái màn hình đó. Các bạn xem mà các bạn muốn mua thì hãy liên hệ nha, liên hệ với anh Cần để được tư vấn thêm nha. Đó, trên đây rất là nhiều xe gọt cổ luôn các bạn. Đó, thì mình hôm nay mình sẽ làm video clip về các mẫu xe này trước. Đây, để mình coi con chiếc này là đầu số bao nhiêu ha. Xe này đầu số 108 nè các bạn ơi. Đó, cái màu trắng này có đầu số là 108 nha. 108 thì giá 340 triệu. Đó, nè, chưa đổ xăng gì hết, tại vì xe để trên đây các bạn không có lắp bình nha. Đó, các bạn nào muốn mua xe mà còn thùng luôn á thì ở bên cửa hàng Honda Giáp Bình Dương có luôn nha, ở dưới Giáp Bình 3 ở gần vòng xoay Kim, vòng xoay An Phú á, nó sẽ có những chiếc xe mà còn trong thùng gỗ luôn. Đó, màu đỏ này, màu đỏ này đỏ đô nè, còn đỏ này đỏ tươi nè các bạn, thấy chưa, màu đỏ tươi rất là đẹp luôn các bạn, nhìn rất là sáng mắt luôn. Màu đỏ đô thì nhìn nó sang. Đó, đây màu trắng nè. Đây là con SH phơm bầu, nhìn cũng rất là đẹp luôn các bạn. Hình như mình được biết là nó hình như nó đời 208 hay gì á. Để mình tìm hiểu rồi mình sẽ quay video cho các bạn ha, tại vì nó có vài chiếc, khoảng 4-5 chiếc à. Biển số An Giang các bạn, 43455. Này là 33382.
là những con đó là cũ nha các bạn. Còn những con mới mình báo giá rồi đó là những chiếc mới nha, xe hoàn toàn mới không biển số nha. Để mình xem cái chiếc này là đầu số bao nhiêu nè. Đây các bạn, chiếc này là 109 là Sporty nè, màu trắng mâm đen đây đó, có giá là 375 triệu nha. Rồi thì mình báo giá lần cuối ha. Thì đối với đầu số 106 thì có giá là 270 triệu ha các bạn. Còn với đầu số mà 108 thì có giá là 340 triệu. Còn đầu số 109 Sporty màu trắng mâm đen là giá 375 triệu ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe trên kênh Cua Vlog để mình có động lực làm nhiều video về xe cho các bạn hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.